Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Buổi tối thì rất ít khi quay video. Mấy tháng nay thì ít khi em quay video buổi tối. Thì cũng rất là nhiều các bác cũng bảo em là sao không lên video buổi tối. Bây giờ nhà em thì chuyển dần sang bên Thái Bình rồi. Thì em cũng cho ít máy về nhà lắm. Chủ yếu là cho thêm ít máy giặt về nhà để dọn thôi. Đấy. Hôm nay thì rất là may mắn vào một buổi tối mát rồi. Và sau cơn bão số 2 thì rời khá là mát. Và hôm nay thì em rất là may mắn. Đấy, mua mù thì em lại mua mù được 3 chiếc máy giặt tô. Thì từ ngày em làm điều hòa bãi đến giờ, làm đồ bãi đến giờ, các mặt hàng thì lần đầu tiên em đi mua mù mà được lộc như này đấy. Mọi lần thì toàn mua vào xương và sáo luôn. Lần đầu tiên đi mua mù 3 chiếc máy giặt cứ 10 triệu một con. Mua mù 3 chiếc ở trên công, thích lấy con nào thì lấy, 10 triệu một con. Đấy, rất là may mắn luôn. Hôm nay em lại vớ được cái lạ ơi lạ. Thường thường các bác biết rồi, máy giặt tô mà đến 117 V9 này thì các biết rồi, nó rất là hiếm. Nó rất là hiếm. Được cái má V9 như này thì nó cực kỳ là hiếm. Đấy, 117 V9, 127 V7 thì là của bác ấy, máy 11 cân và 12 cân là nó giống nhau. Thực ra thì nó chỉ ghi thêm số 2 đây thành 12 cân thôi. Chứ còn thực ra kích thước lồng này, khung bệ lồng thì là như nhau. Các video thì em đã giải trình các bác rồi đấy. 12 cân là nó không quá đâu, thực ra nó chỉ là 11 cân thôi. Đấy, nên là không có gì phải giấu các bác làm gì cả. Đấy, rất là may mắn. Chiếc V9 này thì có năm là bao nhiêu đây? Có năm 2020. Thì hiện tại là má V9 là má cao cấp nhất của tô rồi. Hiện tại thì không có má nào cao cấp hơn. Đấy, V9 với công nghệ mới là công nghệ Ultra Philip Bubble. Thì cái dòng này là phím cơ, mà được cái công nghệ này thì nó chỉ nằm ở trên dòng cảm ứng thôi. Và nó nằm ở trên dòng máy V9 này thôi. Và V8 này nó có công nghệ Ultra Bubble gì này thì nó được in trên này thôi. Chứ còn thì từ đời V6 trở lên thì nó đã có công nghệ Ultra Bubble rồi nhé. Để các bác lưu ý như vậy. Đấy, nhiều bác thì cứ bảo là M1, M2 công nghệ nó khác. Thì thực ra các bác là đến cái công nghệ mà Ultra Philip Bubble này là nó là công nghệ cuối cùng rồi. Nó không lên nó công nghệ gì hơn nữa rồi. Và dòng 11 cân và 12 cân là như nhau. Đấy nên là đừng có bảo câu chuyện là 12 cân to hơn 11 cân là không có đâu. Kể cả đây nó ghi là má 12 cân thật đấy. Nhưng thực ra nó chỉ có 11 cân thôi. Và em đã đo kích thước lồng và đều lắp chung được cho nhau hết. Thế nên không có chuyện to nhỏ đâu. Và rất là may mắn thì hôm nay em Lâm mua được lộc thì cũng bán được lộc cho các bác luôn. Đấy, bác nào mà xem video này mà may mắn mua được của em Lâm trong tháng này thì cứ alo cho em. Đấy, các bác thì hết tháng cầu hồn lấy máy cũng được. Đấy, nhiều bác thì đặt cọc máy nhà em thì bác đã mang về đâu. Đây, bác chuyển khoản hết rồi, các bác vẫn cứ gửi hàng ở đây. Đấy, và em thì rất là may mắn. Đấy, buôn bán hàng thì thường thường thì người ta bảo là chủ những người nào mà bán hàng ấy thì thường thường hay tặng quà khách hàng. Em thì lại ngược lại, rất là may mắn. Có năm nào thì cũng tặng quà các bác, nhưng mà rất là may mắn được các bác trên các vùng miền yêu quý. Tết thì nhiều bác ở trên vùng cao hay là các thành phố lớn như Lạng Sơn, có bác thì cho cái gì khấu nhục này, có bác thì tặng vịt nướng này, có bác ở trong Nam thì tặng măng cụt này, có bác thì ở Hưng Yên thì tặng rượu này. Hôm nay thì lại có một anh trai ở Hải Phòng, anh ấy mua cho em thì khá nhiều điều hòa rồi. Đầu tiên thì anh em giao dịch với nhau thì bác ấy chưa gặp em thì bác bảo khó tính. Thế là lấy nhà em một lần, hai lần, đến ba lần. Hôm nay thì bác đi về nhà em, bác ấy lấy thêm điều hòa bác tặng. Vậy một túi nem nắm này. Bác ấy đi đâu bác mua quà thì bác tặng cho một túi nem nắm. Đấy, đúng không? Cái điều mà em vui nhất không phải là em bán cho các bác được lợi nhuận bao nhiêu tiền hay là lái của bác bao nhiêu tiền, mà cái điều vui nhất của em là khi khách hàng người ta yêu quý mình, người ta giới thiệu khách cho mình. Đấy, bác khách thì bác toàn đi bán hộ điều hòa em, toàn đi mua hộ cả xóm. Đấy, xong hôm nay bác còn bỏ tiền túi bác ra, bác mua quà bác tặng em. Đấy, chứ không phải là cứ bảo là bán được nhiều hàng. Các bác nhìn em ấy, một năm em bán vài nghìn chiếc máy giặt, điều hòa. Máy giặt thì năm bán 5-700 chiếc. Đấy, nhưng mà cái em được nhiều nhất không phải là lợi nhuận, mà cái được nhiều nhất là cái tình cảm của các bác ở khắp mù miền với em. Đấy, cô bác thì ở Phú Quốc bảo là nào có dịp mà ra Phú Quốc thì mời cả vợ chồng ra đây chơi. Đấy, đấy mới là cái tình cảm vợ. Đấy, thì nay thì không nói dài nữa, em quay vào máy để bán luôn các bác. Hàng này thì là hàng cửa tiệm nhá, có mã số thuế nhá. Đấy, có mã số thuế này. Đấy, có mã số thuế. Và hàng này là hàng đi công ty. Đấy, có mã của công ty, có mã đơn ở công ty. Nó được vận chuyển vào đây, nó vận chuyển vào tháng mấy? 2024 này. Vào tháng 5 này. Đấy, nó được vận chuyển vào tháng 5 này. Thì nó đều có mã vận chuyển này và mã thuế. Các bác để ý đây, đây là cái mã thuế và được lộp tại Nhật. Và đây là hàng công ty, tức là hàng này là hàng ở trong của em thì hàng ở trong máy đấy, chứ không phải hàng bãi rác mà ngoài mưa. Cho nên là chất máy thì gần như là nó đẹp kinh khủng khiếp luôn.
cái mặt tiền không một vết xước, để băng dính người ta dính vào nhé. Đấy, mua mù mà hôm nay mua mù mà, đây băng dính dính này, đây băng dính này, không một vết xước ở máy luôn. Chất máy thì không phải bạc. Hai con thì đều là hai con V7, 112 V7 này thì đều đắt 2018. Đều hai con đều là đắt 2018. Đấy, nó ghi là dặn 12 cân sấy 7 cân đấy, nhưng em chỉ bảo nó là 11 cân thôi. Nó giống y như con V6, nó nói thẳng ra luôn. Đấy. Thì hiện tại thì con này em bán cho các bác giá thì rất là bình dân thôi. Con này được lọc nên là hôm nay bán cho các bác giá 24 triệu. 127 V7 giá 24 triệu. Duy nhất có ngày hôm nay thôi. 24 triệu các bác nhá. Giá này thì đã bao gồm giá dọn dẹp và bảo hành cho các bác 2 năm. Đấy, lỗi một đổi một trong vòng 3 tháng đầu, có thể nhận lại máy, có thể đổi máy hoặc là nhận lại tiền. Tùy các bác, không trừ không hao. Chất máy chấm hết cục tình luôn. Đấy, rất là may mắn xuống được 3 con. Đấy. Còn con 117 V9 này thì hiện tại em bán giá là 26 triệu. Đấy, hai con giá 24 triệu và một con giá 26 triệu. Giá này đã bao gồm dọn dẹp và bảo hành cho các bác 2 năm. Giá này thì các bác yên tâm là máy giặt thì em quay các bác rồi. Em dọn máy giặt thì quá cẩn thận luôn, làm lại trục là sóc là làm lại chống ồn, nên các bác yên tâm. Đấy. Và tranh thủ luôn em quay luôn đôi tủ luôn. Đôi tủ thì dọn dẹp xong xuôi, xong rồi chạy test ở đây 4 năm hôm nay rồi. Ok rồi mới dám quay video cho các bác. Đấy. Tủ thì cửa điện, đấy, cửa điện. Cửa điện quan sát này nó rất là hay. Đấy, nó là cửa từ. Đấy, và nó đẩy nó không bị xô vào mặt. Đấy, nó đẩy bằng bánh răng. Đấy, nó chạy bánh răng ra này. Đấy, nó không bị xô mặt. Đấy. Con này của em thì là màn hình iPhone. Đấy, có cài đặt chế độ như chỉnh giờ, chỉnh độ lạnh của các ngăn này, có chế độ ion, có chế độ làm lạnh tự nhiên, tức là làm gió theo môi trường, mà làm lạnh ngoài môi trường như nào thì bên trong như thế này. Rồi chế độ làm tuyết này, rồi chế độ hẹn giờ và chế độ đặt thức ăn. Đấy, và có cái chế độ cảm biến cái gì này, làm giữ đồ ăn gì đấy, an toàn sức khỏe này. Đấy, công nghệ thì là miên man luôn. Cái này thì nó tí tí chức năng thì em không đọc hết được. Đấy, công nghệ bên trong thì nếu mà nói về chế độ diệt khuẩn thì các bác nào đã dùng tủ sát các bác không cần phải quảng cáo nữa. Nếu mà nói về độ khử mùi của nó thì em chấp cái loại Himbala sách dép luôn. Đấy, nếu mà nói công nghệ khử khuẩn và khử mùi hôi trong tủ, đấy thì nó là sách dép luôn. Đấy, và em thì rất thích dùng tủ sáp này. Đấy, các bác để ý nhá, con tủ sáp nhá, cái ngăn vuông nó rất là vuông. Đấy, thế này nó không bị mất cái diện tích. Ví dụ như con Hi ấy, là nó nhồi ra bên ngoài này. Riêng cái nắp nhựa, đặc biệt là con Bala ấy, nó nhồi hẳn ra bên này. Thì mình mất rất nhiều cái khoảng trống tủ, ví dụ nó cua ra đến chỗ này này. Thì các bác nghiêng hai góc để được, còn chỗ này là coi như mình mất hết diện tích luôn. Trông vậy thôi nó rất là bé, nhưng mà các con tủ này nhá, nó là 500 lít thôi, 502 lít thôi. Nhưng em đảm bảo bác nó rộng bằng con tủ Hi 640 lít luôn. Em đảm bảo luôn. Nó rộng cực kỳ luôn. Các bác không tin có thể xuống nhà em check tủ và đo tủ từ nhà bác. Và ngày mai ngày kia rảnh em sẽ có một video em đo tủ cho các bác luôn. Và đặc biệt này, cái thiết kế của con tủ sáp nó rất là khôn, các bác nhìn này. Các ngăn của nó làm dốc như này và nó chia các cái ô nhỏ này. Thì mình đựng đồ rất là tiện này. Nó chia cái ô rất là thông minh. Chứ nó không kiểu là để búa xô lua vào xong nó dính vào nhau xong nó bẩn thỉu. Để các ngăn nó chia rất là cẩn thận. Và lại biết cái tủ này cao cho nên là người dùng rất là khó với. Cho nên là nó thiết kế dốc. Đấy, dốc này thì người dùng có thể ngước mắt và người ta nhìn đồ luôn và rất là dễ nhìn luôn. Đây có nhìn, nó thiết kế rất là thông minh. Dưới này một ô này, trên này một ô này, để người dùng người ta có thể nhìn thấy, người ta lấy được. Bởi vì cái tủ nó cao mà. Thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, 520 lít. Xông số kỹ thuật kích thước từng lít một đây. 520 lít, 170 lít và 320 lít là các ngăn này, nó ghi hết đây. Đấy, lốc của nó chạy có 183W thôi. Ăn tí điện. Một năm thì không biết là tốn bao điện luôn, nó rẻ như là các bác thắt cái bóng điện luôn, nó rẻ lắm vì tủ lạnh ăn đủ lạnh nó phải ngắt mà. Đắt 27 này. Chất tủ thì chấm hết cục tình luôn. Bác nào mà nội thất màu trắng mà lắp con này thì chấm hết luôn. Này. Và đá của con sáp thì nó khác với đá các con khác, là đá nó sẽ to, to hơn các cái dòng khác, đá là viên to. Cho nên là khi nó bẻ đá nó không bị vụn đá. Đấy các bác nhìn, đá rất là tơi, nó không bị dính. Ví dụ như các bác dùng tủ Bala nhé, em đảm bảo luôn đá nó dính hay nó hay bị vỡ, nó vụn đá thì nó xấu lắm. Nhìn nó bẩn lắm, cả cả tủ Hi ấy, bẻ rất hay là bị vỡ đá và bị vụn đá. Nhưng riêng con tủ sát mà nhìn đá là viên nó to, nó không bị vỡ. Nhìn rất sướng. Đấy, ngăn rau độc lập, ngăn rau thì rộng như cái thuyền luôn. Đây, ngăn đông thì to, ngăn đông thì nó cấp riêng biệt hết. Đấy, ngăn đông này, nó cấp riêng biệt hết. Đấy, có khay lốc để dưới chống bám này, khay trên này, nó tiện lắm. Cái này nó cực kỳ tiện, các ngăn độc lập hết. Đấy, và cái tủ sáp ấy là nó không bao giờ nó bám tiếp như các tủ Bala. Các bác dùng tủ Bala một thời gian là tủ Hi, đặc biệt tủ Hi nhé, hay bị chết cảm biến ở ngăn đông. Cho nên là dùng một thời gian có nhìn không? Tuyết nó đóng đầy trong tủ này phải rút ra vệ sinh, nhưng mà đặt không quan sát nhé.
em dùng nhé, có khi một năm nhé, không cần vệ sinh, không phải đóng hơi tuyết luôn. Đấy các bác nhìn này. Đấy, em có tủ sáp phát này, bỏ nhà dùng luôn. Đấy, quay lên chứ không bán đâu. Các bác hỏi mua em có bán rồi, nhưng thực ra em đang để ở nhà em dùng này. Không bán luôn. Em nghiện tủ lắm. Trừ khi khách đến nhà người ta đòi mua thì em mới bán, còn bình thường em không thích bán. Bởi vì là trừ khi mua được nhiều thì nhà có rồi thì mới mang ra bán bớt bên ngoài. Dùng tủ sướng lắm, hai con. Đấy, một con thì gương đổi màu, một con thì gương trắng, con này thì gương đổi màu. Nó sẽ đổi màu theo ánh sáng. Từ tối thì nó sẽ là màu tối, à, sáng thì nó sẽ là màu đỏ. Đấy con nhìn này, tủ gương có thể xoay gương được luôn. Đấy, tủ rất đẹp luôn. Đấy, các chế độ chỉnh ở bên trong này. Đấy, con này thì không có màn hình bên ngoài, chỉnh bên trong này. Đắt 2016. Đấy, 474 lít. Các ngăn này. Nó thiết kế thông minh lắm này. Các nhìn này. Nó thiết kế rất chi là thông minh, từng cái ngăn ô một mà nó không mất cái diện tích. Đặc biệt các bác để không hề có mùi luôn. Nếu các bác không tin nhá, các bác cứ dùng con tủ, bác nào dùng tủ sáp biết các bác thả miếng mít trong này nhá. Các bác bỏ miếng mít ra ngoài ăn ấy, thì đến một lúc sau các bác không hề ngửi thấy mùi mít luôn. Nó diệt ion, nó phóng ion và nó khử mùi cực kỳ tốt luôn. Không phải là em bán tủ sáp em quảng cáo đâu, kể cả trước em bán tủ huy các bác biết đấy. Em bán cả tủ huy. Tủ là em cũng đẹp em cũng bán, nhưng mà để mà nói công nghệ của nó đấy. Nếu mà các bác không phải đi mua thương hiệu đấy thì các bác yên tâm là dùng một tủ sáp cực kỳ sướng. Mà giá thì nó rẻ lắm. Em nói các bác hơn chục triệu bảng là các bác có tủ rồi. Chưa bao giờ đồ bãi rẻ như những năm vừa qua. Năm ngoái năm nay là đồ bãi nó rẻ kinh khủng khiếp. Nó rẻ không thể tưởng tượng được. Như năm ngoái con V7 này nhé. Các bác mua V7 nhé. Không bao giờ dưới giá 28 triệu. Không bao giờ dưới giá 28 triệu các bác mua được. Còn đừng nói mà các bác bỏ mua được con V9 thì nó còn khó hơn liên bể. Có khi các bác xem trên kênh có khi hàng năm rời may có một bác một con V9 này bán. Còn như là tuyệt nhiên không nhìn thấy luôn. Nó hiếm như vậy mà. Nhiều bác thấy ba la trên mạng, các bác thấy đi đâu thì may chặt ba la với X, bởi vì nó lối quá nhiều. Thằng Nhật nó đắp đi quá nhiều luôn. Thế nên là tại cải cả những thợ cứng như bọn em còn kinh không dám làm ba la nữa. Nhiều bác hỏi ba la em tại sao không bán, vì có nhiều lý do để cho anh khác khác người ta còn buôn bán. Nên em không muốn nói làm gì cả, nhưng các bác phải hiểu là em là thằng thợ cứng làm ba la cách đây 3-4 năm từ đời với X. Mà em còn bỏ không làm thì các bác biết này, nó chán mức nào. Mà đồng tiền một con ba la 11 cân 12 cân ba la nhé, gặp con tô 11 cân nhé, tắt điện luôn. Nếu nói về nhìn lồng, có anh ở trên lộ anh còn bảo là thật sự con tô này nó giặt so với con ba la của anh nhìn nó khác bọt thật. Nó giặt sạch hơn, nó bơm nước mạnh hơn, bơm như máy rửa xe. Đấy cái anh ở trên anh trước mua 9.5 giờ anh vứt đi đấy. Anh mua em anh bảo nó giặt sạch, nó thơm thoa, sấy nó nóng rán máy đi. Quần áo nó không doang, không phải sấy lại lần nữa mà lồng nó rộng. So với con ba la cửa nó cũng rộng, lồng nó cũng sâu, đút thoải mái quần áo. Nhà anh trước giặt con ba la thấy còn bé bé đi. Sang con tô này vợ anh bảo nhìn thấy nó buồn luôn. Bởi vì nó to quá, giặt thoải mái đồ áo, chăn chiếu bác vất thoải mái luôn. Nó sướng, mà giá thì rẻ, năm nay nó rẻ như là các bác còn gửi tiết kiệm ngân hàng không lãi này. Quá rẻ luôn. Đấy, không mua thời điểm này thì mua thời điểm nào. Tủ lạnh đẹp như thế kia năm ngoái trên 20 triệu mới mua được. Thậm chí là rất rất nhiều tiền mới mua được, có khi quá tiền không mua được. Năm nay thì hơn chục triệu bạc, các bác nhìn này. Tủ em bao bác không một vết gợn nào luôn. Riêng các bách không một vết gợn luôn, vì đây là hàng công ty có mã số thuế đàng hoàng. Cho nên là vận chuyển theo đường biển và thẳng Việt Nam. Cho nên là tủ nó nét căng càng căng. Nó sướng lắm các bác. Các bác mà nhìn thực tế ngoài đời có tủ lạnh, con máy giặt em chấm hết cuộc tình luôn. Đấy, qua nào lấy thì cứ alo cho em hai số này nhé. Duy nhất là may mắn là mua được 3 chiếc này thôi. Còn mẻ sau về thì giá khác. Đấy, rất là may mắn mua được 3 con này giá rẻ. Mua có 10 triệu một con, 30 con này, 3 con này là 30 triệu. Bán một con là gần hòa vốn rồi. Đấy, các bác nhiều lúc nó may như thế đấy. Nhiều lúc cô hồ nó được lọc quá. Đấy, bắt đầu lấy thì alo cho em này nhá. Đấy, nói thế thôi không anh chủ hàng anh ấy buồn. Đấy, em chào các bác nhá.